Hello everybody. Today we're going on unit 6 with the reading part, page 8, 9, English 10. Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 6 phần kỹ năng đọc ở trang 8, 9 sách giáo khoa tiếng Anh 10. Now we start with activity 1. In this part, you have to look at three symbols and answer the question. What do they stand for? Giờ thì chúng ta bắt đầu với hoạt động thứ nhất. Ở phần này các em phải nhìn vào ba biểu tượng và trả lời câu hỏi. Chúng mô tả cho điều gì? It is easy for us to find that they stand for genders, gender equality, and gender discrimination. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được biểu tượng thứ nhất mô tả cho giới tính. Biểu tượng thứ hai mô tả cho sự bình đẳng về giới. Và biểu tượng thứ ba mô tả cho sự kỳ thị về giới tính. Have you got the key? Okay. And next, let's go to activity 2, vocabulary. Và kế tiếp chúng ta hãy cùng nhau sang hoạt động số 2, phần từ vựng. In this part, you match each the words with its meaning. Use a dictionary if necessary. Ở phần này các em nối mỗi từ với nghĩa của chúng. Các em có thể sử dụng từ điển nếu thấy cần thiết. Are you ready to start? Các em sẵn sàng để bắt đầu chưa? So, number one, preferences. Preference matches with which? Oh yes, it goes with C. Vậy số 1, preference sẽ nối với cái nào? Chúng ta sẽ nối nó với đáp án C. And what does preference mean in Vietnamese? It means sở thích or sự ưu tiên in Vietnamese. And number 2, su. Matches with, it matches with E. Vietnamese, kiện ai đó ra tòa, kiện ai đó ra tòa. And number 3, pursue, matches with D. Vietnamese, it means theo đuổi. And number 4, loneliness matches with B. It means sự cô đơn in Vietnamese. Number 5, limitation matches with A. It means sự giới hạn. Now, please look at number 1 to number 5 and read after me. Preference. Su. Pursue. Loneliness. Limitation. Do you know that the name of unit 6 is gender equality? And to know more about this issue, we read a fact about gender equality in activity 3. Các em biết tên bài của bài số 6 là sự bình đẳng về giới. Và để biết thêm về chủ đề này, chúng ta sẽ đọc một sự thật về chủ điểm sự bình đẳng giới tính ở phần hoạt động số 3. Now, please read the passage quickly and choose the best title for it. We have three options. A, Brenda Berman's childhood. B, a woman who did a man's job. C, gender equality in employment. Chúng ta đọc bài nhanh chóng và chọn tiêu đề hay nhất cho bài đọc.
Chúng ta có 3 sự lựa chọn. A. Thời thơ ấu của Brenda Berman. B. Một phụ nữ đã làm nghề của đàn ông. C. Sự bình đẳng về giới trong việc làm. You spend 3 to 4 minutes reading the text and find out the best title. Các em nên sử dụng từ 3 đến 4 phút để đọc bài và tìm đầu đề hay nhất. And the best title for this passage is B. A woman who did a man's job. Và tiêu đề hay nhất cho bài đọc là đáp án B. Một người phụ nữ đã làm công việc của đàn ông. Do you remember the names of the woman in this passage? Yes, she is Brenda Berman. She is very brave, isn't she? To know more about her experience, we continue to read the text and do the task in activity 4. Các em có nhớ tên của người phụ nữ trong bài đọc này không? Đúng vậy, bà ấy tên là Brenda Berman. Bà ấy thật là dũng cảm. Có đúng không ạ? Để biết về sự trải nghiệm của bà, chúng ta tiếp tục đọc và làm nhiệm vụ ở hoạt động số 4. Read the statements, decide if they are true T, false F, or not given NG. Tick the correct boxes. Hãy đọc các câu sau, quyết định xem chúng là đúng hay sai hay là không được nhắc đến trong bài. In this part, we have a 6 statements from number 1 to number 6. Ở phần này, chúng ta có 6 câu từ câu 1 đến câu 6. 1. Brenda Berman was never aware of gender preference in favor of boys. Thứ nhất, Brenda Berman chưa từng biết đến về sự ưu tiên về giới tính nghiêng về nam giới. 2. Brenda Berman passed the written text. Thứ hai, Brenda Berman đã vượt qua được bài kiểm tra viết. 3. After failing the physical test, Brenda Berman kept silent and went away. Thứ ba, sau khi vượt trượt bài kiểm tra thể lực, Brenda Berman giữ im lặng và ra đi. 4. She and other female firefighters became the target of laughter and anger from the co-workers and local people. Thứ tư, bà và các lính cứu hỏa nữ giới khác trở thành mục tiêu của sự tức giận và cười nhạo từ những đồng nghiệp và người dân địa phương. 5. They paid a heavy price to win equality. Thứ năm, họ trả giá nặng nề để giành được sự bình đẳng. 5. Brenda Berman taught at the FDNY. Thứ sáu, Brenda Berman đã dạy học ở Sở Cứu Hỏa New York. In this, you should read the statements from number 1 to number 6 first, and then you find the information in the text to decide whether statements are true, false, or not given. Ở phần này, các em nên đọc từ câu 1 đến câu 6 trước, và sau đó tìm thông tin trong bài đọc để quyết định các câu là đúng hay sai, hay không có thông tin trong bài đọc. Have you finished yet? Please let's do and check. Các em làm bài xong chưa? Chúng ta cùng nhau làm và kiểm tra lại. 1. Brenda Berman was never aware of gender preference in favor of boys. Number 1 is false. You can find the information in paragraph 1. Can you see it? Yes. Câu thứ nhất này là sai. Chúng ta có thể tìm thấy thông tin ở đoạn đầu tiên. And can you correct? Yes. So we can correct the statement by omitting never. Number 2. Brenda Berman passed the written test. This sentence is not given. You cannot find the information
Câu này chúng ta không có thông tin ở trong bài đọc. And number three, after failing the physical test, Brenda Berman kept silent and went away. Is this statement true, false, or not given? It is false. The information is found in paragraph 2. Can you correct it? So, after failing the physical test, Brenda Berman didn't give up. Number four, she and other females firefighters became the targets of laughter and anger from the co-workers and local people. The sentence is true. And the information can be found in paragraph 2. Can you see it? And number 5. They paid a heavy price to win equality. It is true. And you can find information in paragraph 3. Can you see it? Yes. And number 6, Brenda Berman taught up the FDNY. This sentence is false. You can find the information in paragraph 2. Vậy là chúng ta thấy bà ấy đã kiện sở cứu hỏa và đã chiến thắng. Họ đã phải tổ chức một bài kiểm tra công bằng hơn và bà ấy đã được qua bài kiểm tra cùng với 40 người phụ nữ khác. Điều này có nghĩa rằng bà ấy đã được làm việc ở sở cứu hỏa New York. So this sentence can be corrected. Brenda Berman worked at the FDNY. We have finished activity 4 of this lesson. Please turn to the next part, activity 5. Answer the question. There are 6 questions. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần thứ tư của bài đọc. Xin mời chúng ta chuyển sang phần thứ 5, trả lời câu hỏi, có 6 câu hỏi. 1. What job did Brenda Berman want to do as a young girl? Brenda Berman muốn làm nghề gì khi còn làm cô gái trẻ? 2. What does she do after she failed the physical test? Bà đã làm gì sau khi đã trượt bài kiểm tra thể lực? 3. How were she and other female firefighters treated? Bà và các lính cứu hỏa nữ khác đã bị cư xử thế nào? 4. What jobs did they do at FDNY? Họ làm những công việc gì ở sở cứu hỏa New York? 5. What is taking the heat? Taking the heat là cái gì vậy? 6. What's that Brenda Berman's story show? Câu chuyện của Brenda Berman cho thấy điều gì? You should use 5 to 6 minutes to find the information to answer the questions. Chúng ta nên sử dụng 5 đến 6 phút để tìm thông tin trả lời cho các câu hỏi. Now, please look at the suggested answer. 1. She wanted to become a firefighter. You can find it in paragraph 1. As a younger, Brenda Berman always dreamt of becoming a firefighter.
Khi còn là một cô gái trẻ thì Brenda Burman luôn mơ ước trở thành một người lính cứu hỏa. 2. She sued New York City and the FDNY for gender discrimination and won. Can you see it? In paragraph 2. And 3. They became the target of laughter and anger from the co-workers and local people. They were unwelcome at meals, faced loneliness, and even violence. Can you see the information in paragraph 2? Four, they had to do exactly the same job as all other male firefighters. Họ đã phải làm chính xác những cái công việc giống như là những người lính cứu hỏa nam giới khác. You can find the information in paragraph 3. Can you see it? 5. It is a documentary made in 2006 in which Brenda Burman and other female firefighters were the subjects. Vậy nó là tài liệu được thực hiện vào năm 2006. Ở trong tài liệu này thì Brenda Burman và những người lính cứu hỏa nữ khác là cái chủ đề chính. You can see the information in paragraph 3. Have you got it? And 6. What does Brenda Burman's story show? It shows that gender differences cannot prevent a person from pursuing a job. You can find the information in the last paragraph. Now, please go to activity 6, discussion. In this part, we discuss the question, should a woman do a man's job? Why or why not? You can start your idea by saying like that. In my opinion, or I think that, I don't think that, to give your opinion to others. Now, let's look at two students who have idea about this question. Student one. In my opinion, women should not do a man's job because a woman doesn't have enough power as a man. If she tries too much, she will be easy to get hurt. Học sinh thứ nhất có ý kiến, theo ý kiến của tôi, phụ nữ thì không nên làm công việc của đàn ông bởi vì cô ấy không có đủ sức mạnh như nam giới để làm công việc. Nếu cô ấy cố gắng quá, cô ấy sẽ dễ dàng bị tổn thương. Student 2, I think that a woman should do a man's job if she likes because she has all the capacities that a man has. Ý kiến của học sinh thứ hai, tôi cho rằng phụ nữ thì nên làm công việc của nam giới nếu cô ấy thích, bởi vì cô ấy có tất cả năng lực mà đàn ông có. And what about you? Còn ý kiến của các em thì sao? Các em có thể viết ra giấy
và gửi cho các thầy cô dạy tiếng Anh của trường mình và nhờ các thầy cô giáo giúp đỡ nhé. Ở nhà, các em nhớ học từ vựng và chuẩn bị cho bài học kế tiếp. Bài học đến đây kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các em. Thank you for your attention and watching. Goodbye and see you next time.